Hello, xin chào các bạn nha. Đây là một con kỳ nhông ở trên cây phát tài lớn này các bạn. Đây, một chai tiếp cận gần để cho các bạn xem nhé. Đây, nó đây. Thế là nghe nhạc của đám cưới luôn. Rồi, chạy mất tiêu rồi. Bye bye, cảm ơn các bạn xem video nha.